Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: Các con hãy xem cây giả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất này sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang ở tuần lễ thứ 34 mùa thường niên, cũng là tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ. Phúc âm của tuần này hướng chúng ta đến những điều Chúa Giêsu nói về ngày cánh chung. Hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình rằng: Cũng như quy luật của cây giả trong thiên nhiên, khi chúng đâm chồi thay lá thì mọi người biết được rằng mùa hè đã sắp đến. Tương tự như vậy, khi các sự việc ấy xảy đến thì các con phải biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Một câu hỏi có thể được đặt ra: các sự việc ấy là những việc nào? Câu trả lời nằm ở bài phúc âm của ngày hôm qua. Đó là việc Jerusalem bị tàn phá. Đó là những điềm lạ xuất hiện trên bầu trời, vũ trụ. Và Chúa Giêsu nói tiếp rằng: Trời đất này sẽ qua đi, nhưng mà lời của Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Như vậy, cho dù gọi bằng cụm từ nước Thiên Chúa, nhưng nếu liên kết với các đoạn phúc âm trước đó, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra được rằng Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ của mình về sự chắc chắn phải xảy đến của một sự kiện rất đặc biệt, đó là ngày cánh chung. Phúc âm của Thánh Gioan từ chương 13 trở đi đã bắt đầu tường thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu với bữa ăn sau cùng và việc rửa chân cho các môn đệ. Trong khung cảnh với nhiều tâm tình và cảm xúc đang xen với nhau như thế, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình rằng: Anh em đừng buồn rầu, xao xuyến. Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ lại đến để đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó. Những lời này, ngay lúc ấy, con tin chắc chắn là các môn đệ sẽ không hiểu biết một chút nào cả. Thế nhưng sau khi Chúa Giêsu phục sinh thì những lời này được liên kết với giáo lý của Chúa Giêsu về ngày cánh chung đã trở thành một lời tuyên xưng rất quan trọng của hội thánh trong Kinh Tin Kính.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Người chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như vậy, hôm nay thêm một lần nữa, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về sự chắc chắn phải đến của ngày cánh chung, ngày cuối cùng của vũ trụ, ngày chung cuộc của muôn loài muôn vật, để chúng ta có một thái độ xứng hợp hơn trong đời sống hàng ngày của mình, trong tư cách là một Kitô hữu. Như vậy, ta phải chọn cách sống nào để gọi là phù hợp với giáo lý đức tin Kitô giáo? Thưa, đó chính là sống tỉnh thức, một thái độ sống mà Chúa Giêsu đã nói khá nhiều trong phúc âm. Tỉnh thức có thể được nhìn và hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhưng cá nhân con nghĩ rằng nó phải là một sự nhận thức đúng đắn về sự hiện hữu của muôn loài muôn vật trong thế giới này, mà trong đó có sự hiện hữu của chúng ta. Hình ảnh Jerusalem trong phúc âm của những ngày vừa qua, con nghĩ đó là một cái sự kiện tiêu biểu cho tính hữu hạn của con người. Lộng lẫy, kiên cố, quy mô, mọi sự tưởng chừng như là vĩnh cửu với thời gian, nhưng rồi phải đến một ngày hoang tàn, đổ nát như phúc âm đã thuật lại. Mặt khác, sự hiện hữu của chúng ta và mọi thứ trên cõi đời này cũng được mô tả cách rõ ràng trong sách Giảng Viên rằng có thời được sinh ra, có lúc phải lìa thế, có thời để mọc lên, có lúc bị nhổ đi. Chấp nhận điều này như một quy luật tất yếu của cuộc sống, con cho rằng đó là biểu hiện đúng đắn của tỉnh thức. Sự nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có được một cuộc sống quân bình và ý nghĩa hơn, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được hai thái cực trong cuộc sống. Một là sống như thể không bao giờ chết, hai là đằng nào cũng chết, cho nên tìm mọi cách để tận hưởng cho bản thân bằng bất cứ giá nào. Thưa quý ông bà, anh chị em, mục tiêu lớn nhất cũng là mục tiêu cuối cùng của người Kitô hữu, đó chính là được dự phần với Chúa trong nước trời ở đời sau vĩnh cửu. Không đạt được mục tiêu này, con nghĩ là đó không phải là thất bại nữa, mà theo mô tả của phúc âm, đó là một sự kinh hoàng. Nhạc sĩ Hoàng Vân trong nhạc phẩm Hát về cây lúa hôm nay đã viết: ngày mai tươi sáng của quê hương đất nước đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Con cũng tin rằng ngày mai vĩnh cửu của chúng ta cũng đang bắt đầu từ cuộc sống hôm nay. Hôm nay tôi sống như thế nào thì tôi cũng sẽ gặp lại chính nó ở ngày mai vĩnh cửu của tôi.